Khi mà mọi người đo gỗ là nhớ là phải đo cái đầu ngắn nha, và đo những cái đầu nhỏ, không được đo đầu dài. Nếu đo đầu dài thì mọi người sẽ bị rất là thiệt thòi luôn. Rồi, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Thế Hoàng nha. Mấy hôm nay thì có mấy anh em hỏi em Hoàng là chỉ mọi người cách để mà tính được cái khối lượng gỗ vuông khi mà anh em muốn đi mua những khối gỗ để mà về mình sẽ đóng đồ nội thất trong nhà ấy, nhưng mà mình chưa có biết cách tính. Thì trong video ngày hôm nay thì em Hoàng sẽ chia sẻ cái cách tính cho mọi người luôn nha. Rất đơn giản thôi. Sẽ có rất là nhiều người anh chị biết rồi, nhưng mà cũng sẽ có rất là nhiều người họ chưa biết. Thì bây giờ em Hoàng trong video này em Hoàng sẽ chia sẻ cho mọi người luôn nha. Đo khối lượng gỗ vuông thì nó sẽ khác với khối lượng cây tròn nha mọi người. Cách đo khác nhau và cái cách tính cái khối lượng thì nó cũng sẽ khác nhau nha mọi người. Đây, ở đây thì hôm nay thì em Hoàng vừa mới nhập về một lô cây gỗ lim. Lô cây đây là dao động tầm khoảng chừng 30 khối. 30 khối gỗ lim nha mọi người, em mới nhập về và giá rất là rẻ. Đấy, thì bây giờ em sẽ đo lại coi thử là nó có đúng kích thước khi mình nhập về không. Nhiều lúc là mọi người mua về mọi người không biết cách đo là đôi khi là sẽ bị gọi là bị hao hụt. Ví dụ như mọi người mua là 5 khối mà về mọi người đo chỉ còn là 4 khối 8 thôi, chỉ cần hụt mà 2 tấc gỗ thôi thì đã mất rất là nhiều tiền rồi đúng không ạ? Chẳng hạn như mà trúng cái loại gỗ quý mọi người, một khối nó đến hàng trăm triệu một khối ấy, thì mọi người hình dung 2 tấc gỗ là đã mất 20 triệu rồi. Đó, cho nên là anh chị nhớ theo dõi kỹ nha, theo dõi nhiều video của em Hoàng nữa. Và anh em nào thấy hay ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh của em Hoàng để nhận được những video hay nha mọi người. Bây giờ em sẽ kéo thước ra đo cho mọi người, cho thích là mọi người tính theo công thức là rộng này, rộng nhân chiều dày và nhân cho chiều dài thì nó sẽ ra cái khối lượng gỗ. Ok, bây giờ ví dụ như cái này đi, cái này đang rộng là 65 phân mọi người nè, 65 phân nha, rộng 65 nè. Rồi chiều dày cái này là 71 phân mọi người nha, 71 phân nè, rộng 65 và dày là 71. Còn đây là cái chiều dài, chiều dài của nó, chiều dài đây là 258 yếu mọi người, thì mình tính theo 257 nha. Đấy, tùy theo cơ sở nha mọi người, có cơ sở thì họ sẽ tính đủ 258 luôn, có cơ sở thì họ sẽ tính 257, chỉ cần lệch tí xíu thôi nhưng mà nó cũng bớt cho anh chị được rất là nhiều tiền. Vừa rồi là em Hoàng vừa mới đo cái thước chiều rộng là 65 này, đó mình lấy 65 nhân cho chiều cao, chiều dài đó mọi người như là 71 nè, đó. Sau đó mọi người sẽ nhân cho cái chiều dài lúc nãy là 2m57 đúng không ạ? Đó, thì nó sẽ ra là đây mọi người nè, là một khối 186 nè mọi người nè. Đó mọi người thấy không? Đây, cái này thì mọi người chỉ lấy 4 số thôi nha. Đây này, mọi người trừ đi 3 số kia. Đó, lấy 4 số thôi. Thì cái này là khúc gỗ này em vừa đo mọi người. Khúc này này là nó là một khối 186. Đó, và em sẽ ví dụ mọi người kỹ hơn nữa. Đây, ví dụ như là cái cục gỗ này đúng không ạ? Ví dụ như nếu như mà gỗ quý á, 100 triệu một khối nó thì cục này nó phải 118 triệu. Nhưng mà cục này ví dụ như là giá nó chỉ có là 20 triệu một khối thôi, đúng không ạ? Thì mọi người nhân cho 20 này đúng không ạ? Đây, 20 thì nó sẽ bằng cục này chỉ có là 23.720.000 thôi. Đó, thì cục này nó chỉ có là 23.720.000 thôi, rất là rẻ đúng không ạ? Nhưng mà mọi người lưu ý một điều rằng nha, khi mà mọi người đo gỗ là nhớ là phải đo cái đầu ngắn nha, và đo những cái đầu nhỏ, không được đo đầu dài. Nếu đo đầu dài thì mọi người sẽ bị rất là thiệt thòi luôn. Ví dụ mọi người thấy không, đây này, cái cách đo cho mọi người để mà mọi người đỡ phải mất tiền nhiều nè, và tiết kiệm được rất là nhiều chi phí nè. Mọi người thấy không, cái cục gỗ này nó đang bị xéo, mọi người thấy không, đang bị xéo nè, cái đầu trên này nó sẽ ngắn hơn đầu dưới này. Mọi người hình dung nè, đây em đo cho mọi người xem thực tế luôn nè. Đây, cái đầu dưới này á là nó tới 258 đủ nè mọi người thấy không. Đó, mà khi lúc nãy em đo ở trên ở giữa là nó chỉ có 257 thôi đúng không. Bây giờ mình đo ở trên cùng luôn đi, nó sẽ là bao nhiêu nha mọi người. Đây mọi người thấy không, trên này nó chỉ có là 256 thôi. Thì mình sẽ tính theo cái nào? Mình tính theo cái 256 nha mọi người. Nếu mà tính theo 258 thì mình sẽ lỗ. Đó, đây mọi người xem nè, cho nên là người bán gỗ này cũng rất là chuẩn này. Đây nè, cho mọi người xem cái số này, thì trên đầu gỗ này có ghi là đủ cái thông số của cái này luôn mọi người nè, 71 này, 65 và 260 này là đúng theo với kích thước cái này nha mọi người nha. Đó, là đúng theo kích thước luôn. Thì mình cứ nhân ra khối lượng và nhân cho cái giá gỗ. Giả sử như mà gỗ gò đỏ đi mọi người, gỗ gò đỏ là ví dụ như là 60 triệu một khối thì mọi người lấy
một khối mốc đó mọi người nhân cho 60 thì thành đâu đó là tầm khoảng là 60 mấy triệu đó mọi người, 70 triệu đó. Đó. Đó là cái cách tính của cái cây vuông. Còn không biết là mọi người còn cách tính nào khác thì cứ bình luận phía dưới cho em Hoàng nha. Còn anh chị mình muốn xem cái video cách tính của cây tròn á thì cứ đăng ký kênh của em Hoàng để em Hoàng sẽ ra video tiếp theo cho mọi người cùng nhau xem luôn nha. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị mình đã theo dõi video này, và anh chị nào có nhu cầu về gỗ lim nguyên khối thì cứ liên hệ cho em Hoàng nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người vào video sau. Xin chào mọi người.